Quý vị thân mến, sau một loạt các chiến thắng vang dội trong chiến dịch Huế, Đà Nẵng, chiến dịch Tây Nguyên và nhất là sau khi phá tan các cánh cửa thép bảo vệ Sài Gòn, ngày thống nhất đất nước dường như đã cận kề. Thế nhưng ngay trong những ngày gần chiến thắng ấy, các cuộc chạm trán giữa ta và địch vẫn diễn ra vô cùng ác liệt, nhất là trận đánh chiếm chốt chặn nước trong ngay trước ngày đại thắng của quân ta. Đập tan chốt chặn nước trong, thần tốc giải phóng Sài Gòn, những giờ phút cam go khốc liệt. Đồng Nai, cửa ngõ phía đông nam thành phố Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là vùng chảo lửa với các thành trì của địch như căn cứ nước trong, chi khu quân sự Long Thành, cánh cửa thép Xuân Lộc, tổng kho Long Bình. Để tiến vào giải phóng Sài Gòn, các đơn vị bộ đội của ta đã phải chiến đấu anh dũng ngoan cường, đạp bằng mọi chướng ngại vật. Trước sức tiến công mạnh mẽ của quân ta, lá chắn thép Phan Rang, cánh cửa thép Xuân Lộc lần lượt bị chọc thủng. Nhiều người nghĩ khi đó, những trở ngại lớn nhất đã được loại bỏ, con đường tiến về Sài Gòn từ phía đông trở nên rộng mở. Nhưng trong cuộc chiến đầy ác liệt, tất cả đều không dễ dàng như vậy. Một chốt chặn bảo vệ Sài Gòn nữa mà quân đoàn 2 phải vượt qua nếu muốn phá tung mọi vật cản trên đường tiến về Sài Gòn. Đó là căn cứ nước trong. Tác chiến trên chính diện và chiều sâu cả 100 km, nhiệm vụ nặng nề. Sau khi tiến hành cuộc hành quân thần tốc với ý chí kiên cường bất khuất, quân ta đã làm đúng yêu cầu, đánh địch mà đi, mở đường mà tiến. Nhờ vậy mà đại bộ phận lực lượng của quân đoàn 2 đã vào vị trí tập kết chiến dịch tại khu vực rừng lá Long Khánh. Tại đây, quân đoàn chính thức nhận nhiệm vụ quan trọng từ Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh là hình thành cánh quân hướng Đông Nam thực hiện đánh chiếm Sài Gòn gia định. Nhiệm vụ cụ thể của quân đoàn được vạch rõ. Trước khi thực hiện nhiệm vụ trọng yếu là tiến về Sài Gòn, quân đoàn 2 đảm nhiệm tiến công tiêu diệt địch ở tả ngạn sông Đồng Nai, đánh chiếm căn cứ nước trong, căn cứ Long Bình, cầu Sa Lộ, chi khu Long Thành, chi khu Nhơn Trạch, thành Tuy Hạ, căn cứ hải quân Cát Lái. Trên cơ sở đó bố trí lực lượng chặn đường, không cho địch rút chạy ra biển theo sông Lòng Tàu. Bên cạnh đó, đưa pháo 130mm vào Nhơn Trạch oanh tạc sân bay Tân Sơn Nhất. Hướng tiến công thứ hai được bố trí theo đường số 2, đánh chiếm chi khu Đức Thạnh, thị xã Bà Rịa và Vũng Tàu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó, nhiệm vụ tiếp theo là loại khỏi vòng chiến đấu, tuyến phòng ngự ở Hữu Ngạn, sông Đồng Nai, đánh chiếm quận 9, quận 4. Nếu quân đoàn 4 gặp trở ngại chưa xâm nhập được nội thành thì phát triển đánh chiếm Dinh Độc Lập và quận 1. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã huy động lực lượng chủ yếu gồm các sư đoàn bộ binh 304, 325, lữ đoàn xe tăng thiết giáp 203, sư đoàn phòng không 673, lữ pháo binh 164, thực hành đột phá từ điểm cao 43 đến ngã ba Phước Lộc theo hướng đường số 15, Long Bình, cầu Sa Lộ và Sài Gòn, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Trong đó, lực lượng nòng cốt sư đoàn 304 được yểm trợ đắc lực với sự tăng cường đại đội xe tăng 5, tiểu đoàn 2, lữ đoàn 203 đảm nhiệm mũi đột kích chủ yếu vào căn cứ nước trong, Long Bình, cầu Sa Lộ. Bên cạnh đó, sư đoàn 325 cũng được tăng cường đại đội xe tăng 6, tiểu đoàn 2, lữ đoàn 203 đảm nhiệm mũi đột kích quan trọng vào chi khu Long Thành, Nhơn Trạch, thành Tuy Hạ, Cát Lái. Lực lượng tiến công ở hướng thứ hai cũng được tăng cường và yểm trợ đầy đủ, trong đó sư đoàn 3 được tăng cường đại đội xe tăng 4, tiểu đoàn 2, lữ đoàn 203 đảm nhiệm đột phá vào chi khu Đức Thạnh, thị xã Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu. Để thực hiện bước tiến quân thần tốc vào nội đô, quân đoàn còn tổ chức một lực lượng thọc sâu bao gồm toàn bộ lữ đoàn xe tăng 203 và trung đoàn bộ binh 66, một tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn công binh, một tiểu đoàn cao xạ 37 ly. Ngoài ra, quân đoàn cũng hình thành đầy đủ lực lượng dự bị chiến dịch là trung đoàn bộ binh 18 thuộc sư 325. Mặc dù nhiệm vụ chiến lược, nhiệm vụ cụ thể đã được xác định rõ ràng, nhưng xét thấy nhiệm vụ này hết sức nặng nề và khó khăn vì tác chiến chính diện và chiều sâu lớn, lên đến cả 100 km. Với nhận định đó, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã đề nghị được nổ súng sớm một ngày. Bộ Tư lệnh chấp nhận vì xét thấy đề nghị phù hợp với hoàn cảnh và sức chiến đấu của quân đoàn. Nước trong là một căn cứ quy mô lớn, quan trọng, nhất là nó ở vị trí chốt chặn trên trục đường của quân đoàn 2 tiến vào Sài Gòn. Ở đó có 3 trường huấn luyện, trường thiết giáp, trường bộ binh và trung tâm huấn luyện biệt kích. Tọa lạc trên phạm vi khá rộng nên căn cứ này trở thành chướng ngại vật nguy hiểm cho quân ta khi tiến về nội đô Sài Gòn từ hướng Đông Nam.
căn cứ bố trí công sự liên hoàn vững chắc, xung quanh có hào sâu và các bãi mìn chống tăng, lại được sự chi viện hỏa lực của chi khu quân sự Long Thành và trận địa pháo phía bắc sông Buông nên sức kháng cự càng thêm quyết liệt. Theo đó, đơn vị thực hiện việc xóa sổ căn cứ nước trong là Sư đoàn 304 đã bố trí lực lượng tiến công như sau. Trung đoàn 9 được tăng cường đại đội xe tăng 5, tiến công trường thiết giáp Long Thành, phát triển ra ngã ba Thái Lan trên đường 15. Trung đoàn 24 được pháo binh của Trung đoàn pháo binh 68 chi viện, có nhiệm vụ tiến công trường bộ binh, phát triển ra đường 15. Ngày 25 tháng 4, một số phân đội của Trung đoàn 9 và 24 đã bí mật xâm nhập, đánh chiếm trận địa chuẩn bị tiến công căn cứ nước trong nhằm tạo thế chủ động cho mũi tiến công chính. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 4, tất cả các lữ đoàn đã báo cáo mọi công tác chuẩn bị cho cuộc tiến công đã hoàn thành, mọi thứ đã sẵn sàng và chỉ chờ lệnh nổ súng. Có lẽ địch đã phán đoán ra những hành động chuẩn bị trước đó của ta, nên trong ngày 26 tháng 4, chúng đã có những phản ứng mạnh mẽ. Ngay buổi sáng, lực lượng bảo vệ vòng ngoài căn cứ nước trong, lùng sục đã phát hiện và đụng độ với trinh sát của Sư đoàn 304. Tiếp đó, có thể địch đã phát hiện những điểm bất thường ở khu vực phía Bắc và Tây Bắc nước trong và Long Thành, nên đã huy động máy bay, pháo binh, liên tục đánh phá. Cùng ngày hôm đó, Lữ đoàn lính thủy đánh bộ 468 được điều động để tăng cường thêm tuyến phòng ngự ở phía đông trường thiết giáp. Trước đó, chiều ngày 25 tháng 4, không quân địch đã điều nhiều tốp tới đánh phá vào khu vực trận địa của quân đoàn. Lực lượng phòng không của quân đoàn không chịu khoan nhượng, sẵn sàng đánh trả quyết liệt, gây thiệt hại 4 máy bay địch. Cuộc bắn phá của địch cũng gây cho ta tổn thất, nhưng nhìn chung không ảnh hưởng lớn tới nhiệm vụ đánh chiếm trận địa. Đúng 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, Bộ Chỉ huy Chiến dịch phát lệnh nổ súng, mở đầu cuộc tiến công căn cứ. Pháo binh như trực sẵn từ lâu, chỉ mong chờ giây phút lệnh nổ súng được phát ra để bắn tới tấp vào bọn địch trong căn cứ. Bởi vậy, khi ban chỉ huy phát lệnh, pháo binh toàn mặt trận đồng loạt bắn phá các mục tiêu đã xác định, hỗ trợ bộ binh xung phong. Được sự yểm trợ của pháo binh, bộ binh nhanh chóng chiếm các mục tiêu bảo vệ vòng ngoài, thực hành mở cửa cho lực lượng xâm nhập. Xe tăng và bộ binh sau khi loại bỏ bảo vệ vòng ngoài đã đột phá vào trong căn cứ. Trận đánh ngay từ khi bắt đầu đã diễn ra quyết liệt, địch phản ứng mạnh mẽ. Ta phải đưa pháo 85 lên sát hàng rào kết hợp với xe tăng, tiêu diệt từng lô cốt, ổ kháng cự của địch, hỗ trợ mũi tiến công đánh chiếm. Sau gần 2 giờ bắt đầu chiến dịch, quân ta nổ súng tấn công ác liệt. Bởi vậy, ta nhanh chóng làm chủ hoàn toàn mục tiêu, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên địch, gây thiệt hại cho địch là 20 xe tăng, xe bọc thép. Tuy nhiên, lực lượng chủ yếu của địch ở căn cứ đã rút ra khu vực rừng cao su, co cụm và điên cuồng bắn phá quyết liệt các đợt tiến công của Trung đoàn 9. Sau khi rút chạy khỏi căn cứ, địch đã huy động pháo binh bắn chùm vào trường thiết giáp nhằm tiêu diệt lực lượng của ta vừa tràn vào khu vực, đồng thời huy động lực lượng phía sau xung phong phản kích hòng chiếm lại mục tiêu. Sau khi bị địch phản kháng quyết liệt, quân ta biết là không thể tiến công chính diện, phải tạm dừng tiến công, chuyển sang phòng ngự. Ở khu vực trường bộ binh, cuộc chiến đấu giữa hai bên cũng hết sức căng thẳng. Cựu chiến binh Hà Văn Bình, trú tại phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, là một cựu lính xe tăng thuộc đại đội 5, tiểu đoàn 512, lữ đoàn 203 tăng thiết giáp, ông kể. Trước khi vào trận đánh đầu tiên, thì ông Nguyễn Văn Hiền là pháo thủ số 1, có trình độ pháo thủ cấp 2, tức là trình độ bắn hành tiến dù xe tăng đang chạy, số 2 vẫn đảm bảo trúng mục tiêu. Đã kêu lên rằng, các quê ạ, đằng nào cũng chết, thằng nào có quần áo mới thì mặc vào. 17:30 ngày 26 tháng 4, theo hợp đồng quy định của mặt trận, pháo kích mặt trận bắn hơn 1.000 quả pháo 130mm và hàng rào thứ nhất của căn cứ nước trong, trường sĩ quan thiết giáp của địch tại Đồng Nai, phòng tuyến cuối cùng của địch ở cửa ngõ Sài Gòn. Cùng với tiếng pháo nổ, xe tăng bắt đầu dầm dập xuất kích để giữ bí mật. Xe tôi đi đầu trong đội hình xe tăng, do là xe của trung đội trưởng. Phía trước xe tôi thì có một xe bọc thép chở tiểu đội trinh sát. Khi chuyển làn bắn xong hàng rào thứ 2, thứ 3, tôi vẫn chưa thụt ghế lái mà thò đầu. Đường chính vào căn cứ, địch không thèm chôn mà thả nổi mìn chống tăng trên mặt đất. Dưới hai bên đường là hàng rào cũi lợn, hàng rào dàn mướp, các loại bùng nhùng thép gai. Chúng tôi được lệnh là dàn hàng ngang xuống ruộng sắn và ruộng mía để càn vào. Vừa xuống được hơn 100m thì trước mắt bạt ngàn lính dù mặc quần áo dằn di thi nhau đứng dậy chạy. Thì ra, đêm chúng ra ngoài phục kích nhưng không ngờ được ta lại đánh đội hình xe tăng lớn để đi vào, mà hơn nữa lại là xe tăng hạng nặng. Trung đội trưởng Nguyễn Văn Tốn hô lái xe bắn đi. Tôi liền lên đạn khẩu đại liên K53 bắn bằng điện, vừa bắn vừa dây xe. Khẩu ấy bắn ra thấp thì trúng bụng, xa thì ngang ngực, không bao giờ sai.
tôi thấy lính dù đổ ra như dạ. Cùng lúc pháo thủ số 1 và số 2 cũng dùng 12,7 ly và đại liên để bắn, nên địch chết nhiều vô kể. Xe tôi chạy nhanh, chúng chạy không kịp. Xe vượt lên, lính dù ngồi xuống, giơ tay hàng. Bộ binh đi sau giải quyết. Xe chúng tôi tiếp tục tiến vào căn cứ địch. Khi lên đến bờ đất cao, xe bắt đầu rẽ vào hướng cửa mở do pháo binh bắn phá bằng đạn 130. Vừa vượt qua, xe bọc thép trinh sát đi đầu bị dính đạn, vỡ thùng dầu. Cả một tiểu đội trinh sát bị cháy, nhảy ra lăn lộn trên mặt đất rồi đụng mìn, hy sinh hết. Theo lời kể của cựu chiến binh Đặng Đức Phu, nguyên chính trị viên đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 9, sư đoàn 304, đơn vị trực tiếp chiến đấu giải phóng căn cứ nước trong. Chiến sự ở khu vực căn cứ nước trong tiếp tục diễn ra ác liệt trong ngày 27 tháng 4. Địch đã điều 2 thiết đoàn phối hợp phản kích hòng chiếm lại trường thiết giáp, khiến cuộc chiến càng thêm khốc liệt. Trung đoàn 9 chuyển sang đánh chặn, giành giật với địch từng khu vực, từng lô cao su, bẻ gãy các đợt phản kích của chúng, đẩy lùi quân địch ra hướng đường 15. Quân ta làm chủ hoàn toàn căn cứ nước trong, cơ động tiến ra ngã ba Thái Lan. Tuy nhiên, địch ở Biên Hòa, tổng kho Long Bình ngăn chặn dữ dội ở khu vực dốc 47, cầu sông Buông. Trung đoàn 9 được lệnh tổ chức mũi đột kích mạnh, có xe tăng, pháo binh yểm trợ chọc thẳng vào tuyến phòng thủ của địch. Đến chiều 28, trung đoàn 9 cùng trung đoàn 24 đã đánh bại quân địch, giải phóng toàn bộ căn cứ nước trong và khu vực ngã ba Thái Lan, mở đường cho các mũi thọc sâu của quân đoàn tiến về giải phóng Sài Gòn. Thế nhưng, nhiều cán bộ chiến sĩ của trung đoàn đã anh dũng hy sinh. Với đường lối chỉ đạo quyết liệt, sự tăng cường lực lượng và sự thay đổi hợp lý, thì đến trưa ngày 29 tháng 4, căn cứ nước trong đã bị quân ta kiểm soát. Đến thời điểm đó, binh đoàn thọc sâu của quân đoàn 2 lập tức phát triển ra đường 15, hướng về ngã ba Vũng Tàu, để ngày hôm sau thẳng tiến công phá Sài Gòn. Đất lửa vươn mình. Sau ngày toàn thắng, nhiều cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 9 tình nguyện ở lại tiếp quản và bám trụ xây dựng tỉnh Đồng Nai thành quê hương mới. Họ định cư ở Long Thành, Biên Hòa, Trảng Bom, Xuân Lộc. Mỗi người một công việc, một cuộc sống khác nhau, nhưng nghĩa tình đồng đội vẫn gắn bó, thân thương, chia sẻ ngọt bùi. Gần 50 năm qua, các cựu chiến binh của Sư đoàn 304 nói chung và của Trung đoàn 9 nói riêng đang từng ngày từng giờ đóng góp sức mình xây dựng quê hương, làm hồi sinh những vùng đất chết. Đất lửa Long Thành hôm nay đang vươn mình trỗi dậy. Chính tại căn cứ nước trong thuở trước, giờ mọc lên một khu công nghiệp sầm uất. Bên ngoài là những vườn dừa chĩu quả. Trung tâm huấn luyện biệt kích đã được Lữ đoàn 96 và công ty Đông Hải quân khu 7 tận dụng cải tạo làm thao trường luyện tập của bộ đội và sân sản xuất phơi hàng. Vị trí trường bộ binh của địch đã trở thành đại bản doanh của thầy và trò trường Đại học Nguyễn Huệ. Nếu không phải là những người đã từng chứng kiến sự tàn phá của bom đạn chiến tranh, hẳn sẽ không thể hình dung được sự thay ra đổi thịt đến ngỡ ngàng của vùng đất lửa này. Ngay cả cái tên nước trong cũng dần chìm vào quên lãng, chỉ còn lại trên bản đồ và trong trí nhớ của những cựu chiến binh bước ra từ khói lửa chiến tranh. Tất cả đã phủ lên một màu xanh yên bình và hiện hữu một trung tâm công nghiệp trên đà phát triển. Quý vị thân mến, căn cứ nước trong, chi khu quân sự Long Thành, tổng kho Long Bình, thành Tuy Hạ, những địa danh đã đi vào lịch sử gắn liền với một thời lửa đạn chiến tranh, nơi diễn ra những trận đánh ác liệt trước ngày toàn thắng. Gần 50 năm sạch bóng quân thù, giờ đây những địa danh gắn liền với bom đạn chết chóc thuở nào đã lành vết thương chiến tranh, đang từng ngày đơm hoa kết trái. Một cuộc sống yên bình, tươi đẹp, hạnh phúc, ấm no đã hình thành từ chính mảnh đất hoang tàn, đổ nát, xóa đi dấu vết của cụm quân sự khét tiếng một thời, căn cứ nước trong.